đồng minh nghi ngờ Kiev. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến một cuộc đối đầu giữa hai siêu cường tại Đông Âu. Quy mô ảnh hưởng của nó đang lan rộng ra toàn cầu và sẽ định hình cấu trúc quốc tế trong nhiều thập kỷ tới. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về nước cờ mới của hai bên trong việc tranh giành quyền ảnh hưởng đối với các tài nguyên quan trọng trên toàn cầu, đặc biệt đó là cách người Mỹ đang cố gắng để thoát khỏi nguy cơ thua cuộc trong cuộc đua này. Bên cạnh đó thì Kiev đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng đến nỗi họ phải huy động cả cảnh sát ra tiền tuyến. Vậy thì an ninh nội địa của họ sẽ được đảm bảo ra sao? Chúng ta sẽ thảo luận về nó ngày hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga nói về các trận đánh ở khu vực phía tây Bắc Mút. Vào cuối ngày hôm qua, ngày 14 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Wagner vẫn đang tiến hành các hoạt động chiến đấu cường độ cao để chiếm giữ nốt các khu vực còn lại ở khu vực phía tây Bắc Mút Trung tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai bên sườn trận địa vẫn đang được bảo vệ và chặn đứng các nỗ lực hỗ trợ hậu cần của kẻ thù vào bên trong thành phố. Lực lượng hàng không của Nga cũng đã thực hiện 14 phi vụ oanh tạc trong khu vực này để hỗ trợ các đơn vị tấn công. Còn lực lượng tên lửa và pháo binh đã hoàn thành 62 nhiệm vụ khai hỏa. Dưới áp lực tấn công dồn dập và mạnh mẽ, thiệt hại của phía Ukraine không phải là nhỏ. Theo công bố bởi đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraina ở hướng Darnyts mỗi ngày lên tới 340 quân nhân Ukraina. Hai xe tăng, năm phương tiện chiến đấu bọc thép, bốn phương tiện vận chuyển, một hệ thống tên lửa phóng loạt Grad cũng như là lựu pháo D20 và D30. Ngoài ra, theo hướng Kupians, hành động của năm nhóm phá hoại và trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraina cũng đã bị vô hiệu hóa. Có tới 60 quân nhân Ukraina, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, ba phương tiện vận chuyển và hai khẩu pháo D20 đã bị phá hủy. Theo hướng Krasnoliman, có tới 80 quân nhân Ukraine, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, hai phương tiện vận chuyển cũng như là một khẩu pháo D30 đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công từ lực lượng tác chiến chiến thuật và hàng không lục quân, hỏa lực pháo binh và hệ thống tên lửa phóng loạt. Ở hướng Nam Danes và Zaporizhia, có tới 40 chiến binh Ukraine, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, hai khẩu pháo D30 đã bị tiêu diệt bằng hỏa lực pháo binh từ nhóm Vostok. Ngoài ra, một kho chứa đạn dược của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Theo hướng Kherson có tới 35 quân nhân Ukraine, 6 phương tiện, một hệ thống tên lửa Grad và một khẩu pháo tự hành Atkasia đã bị phá hủy. Cùng với đó, lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh đã đánh bại 93 đơn vị pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine tại các vị trí bắn, nhân lực và thiết bị ở 136 quận. Các hệ thống phòng không còn bắn hạ 6 máy bay không người lái của Ukraine mỗi ngày và đánh chặn 6 hệ thống tên lửa HIMARS. Trong bối cảnh này, thì lực lượng Ukraine đang đổi chiến thuật một cách thông minh bằng cách học theo chiến thuật của nga vào thủ đầu của cuộc chiến đó là dùng giả mà đánh thật theo báo cáo của truyền thông nga phía ukraine đang bắt đầu sử dụng các mô hình bơm hơi làm giả pháo và xe tăng một số mô hình này thậm chí còn được bắt trước bức xạ nhiệt và điện tử từ các loại khí tài thật và được sắp đặt như thể là chúng đang được bảo dưỡng dựa vào chiến thuật này ukraine muốn nhử người nga sử dụng nhiều tên lửa và máy bay không người lái kamikaze hơn nữa để bắn vào các mục tiêu giả cuối cùng khiến cho moscow cạn kiệt vũ khí Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga đã phát hiện ra điều này một cách dễ dàng, bởi vì hoạt động tình báo của Nga có nhiệm vụ phân biệt mục tiêu giả và thật. Hơn nữa, phía Nga cho biết rằng họ chỉ ưu tiên tấn công vào các mục tiêu chiến lược đã được xác định rõ ràng, cũng như nhắm vào hệ thống hậu cần của đối phương mà thôi. Trong khi nguồn nhân lực bị tổn thất nặng nề ở mặt trận Bắc Mút, phía Ukraine cũng đã tập trung huy động 20.000 cảnh sát để gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng mà điều này sẽ tạo ra kẽ hở ở hậu phương. Huy động 20.000 cảnh sát ra tiền tuyến Hãng tin MK đã trích dẫn nguồn tin từ truyền thông Ukraine cho biết, theo lệnh của người đứng đầu chính quyền, mỗi khu vực Ukraine có nghĩa vụ cử 1.000 sĩ quan thực thi pháp luật để tham gia vào quân đội. Con số này là khá lớn đối với một số khu vực, và kế hoạch này dự kiến sẽ làm quân số Ukraine tăng thêm 20.000 người. Điều này đặt ra 3 vấn đề. Thứ nhất đó là thiệt hại của Ukraine quá lớn và họ không có cách nào để bù đắp lại quân số đã tổn thất. Thứ hai, đó là cảnh sát không phải là quân đội và họ sẽ làm gì khi ra chiến trường này? Thứ ba, điều này sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong việc kiểm soát an ninh nội địa và tội phạm sẽ có cơ hội hoành hành ở đậu phương. Các thành phố của Ukraine sẽ sớm chứng kiến sự gia tăng hoạt động của các băng nhóm tội phạm. Nếu như hậu phương có vấn đề thì nhà cầm quyền sẽ không kịp trở tay khi đã đẩy phần lớn cảnh sát quốc gia ra tiền tuyến. Đây là sơ hở rất lớn bởi vì không ai biết được hậu phương của Ukraine vững trái tới mức nào. Một thông tin thú vị nữa đó là hôm nay, ngày 15 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra một tuyên bố gây hoang mang cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga chuẩn bị tăng cường sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa KH-50 tại các nút chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa thu năm 2023. Đây là một loại tên lửa bí ẩn mà Nga đang tiến hành sản xuất hàng loạt vào tháng 6 năm ngoái. Vậy thì tính năng tác chiến của những tên lửa này là gì? Tên lửa tầm xa chiến thuật KH-50 được phát triển từ đầu những năm 1990 là loại tên lửa hành trình cấp chiến thuật phóng từ trên không, thiết kế để tiêu diệt các bom ke ngầm, sân bay và các nhà kho được bảo vệ. Nó đã được tối ưu hóa để triển khai từ máy bay ném bom chiến lược TU-95MS và TU-160. Áp dụng công nghệ tàng hình và tốc độ bay cao với tầm bắn lên tới 1.500 km, tốc độ bay tối đa 950 km một giờ. Được trang bị mồi bẫy đặc biệt và hệ thống tác chiến điện tử, loại tên lửa này có thể dễ dàng thoát khỏi các thiết bị theo dõi của đối phương. Xét đến thực tế đó là trong những tuần tới thì Ukraine dự kiến sẽ đưa vào các hệ thống phòng không Patriot trong thực chiến. Do vậy tên lửa hành trình KH-50 sẽ được xem là câu trả lời của phía Nga khi chúng có khả năng vô hiệu hóa các tổ hợp chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo. Kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa KH-50 trong thời gian tới cho phép Nga tăng cường độ tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Do đó, truyền thông Ukraine đã phải bày tỏ sự lo ngại của mình trước loại tên lửa này của Nga, nếu như nó được tung vào tham chiến thực sự. Có vẻ như Nga không thiếu quân bài để chơi, bởi vì kho vũ khí không chỉ dồi dào mà công nghệ của nó cũng khiến cho đối phương phải lo ngại. Và ngày hôm nay, Bloomberg đã viết rằng các đồng minh châu Âu của Kiev đang hạ thấp kỳ vọng của họ về một cuộc phản công có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine. Các đồng minh của Ukraine lo ngại về những bước đột phá mới trong chiến tranh. Các đồng minh của Ukraine đang càng ngày càng nghi ngờ rằng quân đội của họ có thể tạo ra một bước đột phá quyết định trong năm nay bởi vì hệ thống phòng thủ của Nga đã có thời gian phản ứng trước cuộc tấn công sắp xảy ra. Tâm trạng của các quan chức phương Tây đang đánh dấu một sự khác biệt lớn so với cuối năm ngoái khi mà Kiev gây bất ngờ cho các đồng minh của mình cũng như Nga với hai cuộc phản công thành công nhằm chiếm lại những vùng đất rộng lớn bị chiếm đóng. Điều đó đã làm dấy lên hy vọng rằng lực lượng của họ có thể tạo ra những bước đột phá hơn nữa trong năm nay. Điều này thúc đẩy động lực của cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Nhưng mà giờ đây, các đồng minh của Kiev đang kiềm chế hy vọng của họ và cân nhắc nhu cầu phản công của Ukraine cho đến năm 2024. Người ta thường nói rằng đường xa mới biết ngựa hay và trong khi cuộc chiến càng kéo dài, người ta mới biết thực lực của nga cũng như nato là tới đâu nhưng mà để thua nga thì đó là điều không thể chấp nhận được điều này đã được tổng thư ký nato tuyên bố trước đây tức là chiến thắng trước nga khuất phục người nga là sứ mệnh của họ và để làm được điều đó không chỉ cần tới các cuộc chiến quân sự trực diện như là hiện nay bởi vì nó hiện đã không hiệu quả đó là làm sao để khiến cho khả năng sản xuất quốc phòng của nga bị suy yếu và để làm được điều đó họ cần phải kiểm soát được nguồn cung đi kèm Mỹ bắt tay Canada nhằm hạ đo ván ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Như chúng ta đã biết, Niken là một loại kim loại được gọi là gót chân asin cho bất kỳ hoạt động quân sự và hải quân nào. Nó cần thiết để sản xuất các tấm áo giáp cho xe tăng. Hợp kim Niken cũng dùng cho súng phòng không và các loại vũ khí khác. Chiến tranh thế giới thứ hai là một trong những cuộc chiến cơ giới sử dụng nhiều các thiết bị kỹ thuật tiên tiến hơn bao giờ hết. Hàng nghìn pound Niken đã được sử dụng trong những chiếc siêu pháo đài bay B-29 trong khi cuộc chiến ở Thái Bình Dương chủ yếu là cuộc chiến đổ bộ, thì đòi hỏi những động cơ tàu chiến chắc chắn với các bộ phận làm từ hợp kim đi kèm có thể chịu được tác động ăn mòn của nước mặn. Trong những năm gần đây thì Hoa Kỳ đã nhận thấy mình đang ở một vị thế bấp bênh khi mà vị trí siêu cường toàn cầu của nước này bị đặt dấu hỏi. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng Mỹ đang trở thành một quốc gia không an toàn, tuyệt vọng bám lấy vinh quang trước đây trong khi các nước khác thách thức Mỹ trên trường quốc tế. Và để vớt vát lại quyền lực đã mất thì Washington cần phải khôi phục lại vị trí của mình trong quyền kiểm soát các nguồn nguyên liệu quan trọng. Bên cạnh đất hiếm vốn đã bị Trung Quốc thống trị trên thị trường, đang được người Mỹ nỗ lực để bắt kịp, thì chiến trường Niken cũng dần trở nên đóng mỏng hơn. Một bản ghi nhớ mà Newsweek có được đã chỉ ra rằng, với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, tập đoàn Central American Niken của Canada đã có kế hoạch mua lại dự án Phoenix, một mỏ Niken trị giá 1 tỷ đô la của Guatemala. Từ năm 2011, thì người nga đã nắm giữ quyền khai thác khu mỏ rộng lớn này, nhưng mà mọi việc đã bị đình chỉ vì các cáo buộc tàn phá môi trường sinh thái trong khu vực. Dự án Phoenix Nickel nằm tại Nam Mỹ đã trở nên quan trọng đối với người nga kể từ khi chiến tranh Ukraine kéo dài. Bây giờ đây, người Mỹ và Canada đang tìm cách để hất cảng Moscow ra khỏi đó nhằm mục đích ngăn người nga tiếp cận với nguồn cung nickel tại đây. Mới cảm thấy khó chịu khi nga chiếm được vị trí lớn hơn trong bức tranh sở hữu nguồn cung nickel toàn cầu. Hơn nữa, Nga từ lâu đã là nhà cung cấp niken chiếm ưu thế cho khu liên hợp công nghiệp quân sự của Washington. Điều này khiến người Mỹ lo ngại. Với việc mua lại dự án Phoenix, Mỹ đang tìm cách để giành chỗ đứng trong cuộc đua kiểm soát các nguồn kim loại chiến lược và cắt đứt quyền tiếp cận của Nga đối với nguồn tài nguyên quý giá này. Trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga về Ukraine, động thái giành quyền kiểm soát lĩnh vực khai thác niken này là một phần nhỏ trong bàn cờ địa chính trị lớn mà hai siêu cường này đang tham gia. Sau khi Mỹ đã nhận ra mình bị Trung Quốc bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua dành các nguồn tài nguyên chiến lược, thì giờ đây, họ có vẻ như tiếp tục chuyển sự chú ý của mình sang Nga. Song song với việc tăng cường quân sự tại Đông Âu, Mỹ đang tìm mọi cách để làm suy yếu sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Nga trên toàn thế giới. Việc đề xuất mua lại dự án Phoenix Nickel có thể là một đòn đáng kể đối với lợi ích chiến lược của Nga, bởi vì nó sẽ đe dọa đến quyền ảnh hưởng của Kremlin trong việc cung cấp kim loại quan trọng này cho các ngành sản xuất quân sự và hải quân. Khi mà thế giới càng ngày càng trở nên kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, cuộc đấu tranh tranh giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược sẽ càng ngày càng gay gắt và những người chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ định hình tương lai của thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là liệu mục đích của Hoa Kỳ có đạt được hay không? Vấn đề ở mỏ quặng Guatemala chỉ là một vấn đề nhỏ, bởi vì Nga bản thân cũng là một quốc gia sản xuất Niken lớn thứ tư trên thế giới. Hơn nữa, Nga lại có quan hệ rất tốt đối với Indonesia cũng như là các quốc gia có nguồn nickel lớn một yếu tố quan trọng hơn nữa đó là sự thay đổi về địa chính trị khi mà Trung Quốc đã là cường quốc số 1 về đất hiếm lại đang bắt tay với Nga. Vậy thì rất khó để có thể nói rằng hất cảng Nga ra khỏi mỏ Niken ở Guatemala sẽ lật ngược được tình thế trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.